Nhắc đến đất nước Hà Lan xinh đẹp, ngoài những bông hoa tulip, không ai là không biết đến, đó là những chiếc cối xay gió, không chỉ tạo những ấn tượng với những ánh nhìn của mọi người, với những dáng vẻ độc đáo của những cối xay gió, đó là những anh chàng gã khổng lồ, to lớn và nó có cả những ngôn ngữ riêng hết sức thú vị nữa. Ngay từ khi hình thành, đất nước Hà Lan đã gắn liền mình với biển cả và sông nước. Bởi vì thế, để chống lại lũ lụt, cũng như những quá trình bồi đất lấn sân ra biển của người Hà Lan đã sớm xây dựng lên những các hệ thống tưới tiêu. Những anh chàng khổng lồ này mang tên cối xay gió đầu tiên ra đời là cũng để phục vụ cho mục đích tưới tiêu ấy. Người ta gọi cối xay gió như những gã khổng lồ bởi trông chúng như những tòa tháp cao lớn với những cánh quạt dài tới hàng chục mét. Thời kỳ đầu nó được xây dựng bằng đá, sau đó được cải tiến dần với những chất liệu nhẹ hơn, đó là gỗ. Nhờ những tác động của gió, chúng quay quanh năm và những tác dụng của chúng đó là mục đích bơm nước ra sông, xay bột phục vụ cho những đời sống của những người dân. Chưa dừng hẳn ở đó, nhờ vào sức gió của mình, nó còn có thể chạy máy cưa gỗ cho việc sản xuất đóng thuyền, xay bột hay phát điện và nhiều việc có ích khác. Những chiếc cối xay gió không được những sử dụng như là bơm nước, cưa gỗ, chúng còn được sử dụng như những ngôi nhà. Người chủ cối xay gió có nhiệm vụ là sẽ theo dõi những sự thay đổi của những hướng gió, mực nước để có thể dễ dàng điều khiển cối xay và những cánh quạt khi cần thiết. Có một điều thú vị nữa là những chiếc cối xay gió, những anh chàng khổng lồ này cũng có thể thể hiện lời nói của mình thông qua những cánh quạt. Khi bốn cánh quạt đứng yên theo hình chữ thập, có nghĩa là cối xay gió này đang được nghỉ tạm thời. Nếu nó đứng ở hình chữ X thì đó là trạng thái nghỉ lâu dài. Nếu cánh đứng trên cùng được giữ nghiêng về phía bên tay phải của trục thẳng, tức là ở nơi đó đang có sự sinh sôi nảy nở, làm ăn phát đạt. Còn nếu mà nó đứng hướng về bên tay trái, có nghĩa là nó báo hiệu cho một cái tin buồn. Với những công dụng lớn của mình, những anh chàng khổng lồ cối xay gió này đã được xây dựng và kể từ đó, nó đã gắn liền với hình ảnh của đất nước Hà Lan xinh đẹp.
Qua nhiều thế kỷ, người Hà Lan đã xây dựng được hệ thống đê hoàn thiện, thế nhưng vai trò và ý nghĩa của những cối xay gió này vẫn còn nguyên vẹn trong tâm thức của mỗi người dân. Người Hà Lan trân trọng, trân quý, nâng niu và luôn luôn cố gắng bảo tồn những chiếc cối xay gió huyền thoại của họ, nguồn sức mạnh và sự sáng tạo bền bỉ để tô điểm thêm một đất nước Hà Lan xinh đẹp.